sodium thiosulfate tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, không mùi, có công thức hóa học là Na2S2O3. Được sản xuất tại Trung Quốc, quy cách bao 25 kg. Sodium thiosulfate là thành phần trong điều trị các trường hợp ngộ độc cyanua, trị bệnh nấm da. Được sử dụng trong hóa trị và chạy thận nhân tạo. Có nhiều ứng dụng trong công nghệ xử lý phim và giấy ảnh. Là chất khử clo trong nước máy, nước bể cá, bể bơi và nước thải. Ngoài ra còn được sử dụng trong quá trình khai thác vàng từ quặng. Dùng trong sản xuất các chất tẩy rửa. Trong chăn nuôi, sodium thiosulfate giúp cải tạo và khử phèn trong ao nuôi tôm, giúp tôm khỏe mạnh. Đây là hóa chất được sử dụng nhiều trong nông nghiệp. Sau khi cải tạo ao nuôi bằng thuốc diệt khuẩn, thuốc khử clo, nên dùng sodium thiosulfate để loại bỏ clo dư thừa trong ao, giúp tôm tránh bị nhiễm độc. Sodium thiosulfate là hóa chất ít độc hại. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc trực tiếp vào da hoặc mắt có thể gây kích ứng. Trong trường hợp đó, bạn cần rửa kỹ bằng nước sạch và đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Phải đảm bảo sản phẩm được đặt trong bao bì kín, có nhãn đúng để tránh nhầm lẫn và tiếp xúc không cần thiết. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. Để biết thêm chi tiết sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.